Ơi, ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sáng Sale. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình đang áp dụng và đã thật sự là nó đã thành công khi mà nó giúp cho cái kênh TikTok của mình có được nhiều lượt follow và nhiều lượt thích hơn. Thì như các bạn đang thấy ở trên màn hình đây, này là 2 phút nè, 9 phút nè, 6 phút, 17 phút, 19 phút. Các bạn thấy là cái kênh của mình là một cái kênh re-up lại video của người ta thôi, video re-up cái sinh. Sau đó thì mình bắt đầu là chèn những cái sản phẩm mà những các bạn nữ đó người ta mặc lên người, nhưng mà nó có trong TikTok Shop thì mình chèn vô để mình kiếm tiền. Cho nên là những cái video mà thiên hướng về bán hàng thường thì nó sẽ không được nhiều người thích cho lắm. Nhưng mà hiện tại thì những cái video này của mình tối thiểu mình cũng phải vét máng được cho nó từ 1.000 cho tới 4.000 hoặc là 5-10.000 lượt xem. Thì vậy thì mình mới có khả năng để bán hàng và kiếm tiền, đúng không? Vậy thì mình đã áp dụng công thức như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái video này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay luôn nha. Mình sẽ không cắt cái video hay gì cả. Đầu tiên đó là việc chúng ta cần phải xác định được cái video nào đang là xu hướng thịnh hành của TikTok và chúng ta sẽ bắt chước. Thì nếu các bạn đang sử dụng ở trên máy tính, các bạn có máy tính thì các bạn mở lên cho mình nha, bởi vì mình xài máy tính đã rất là quen rồi. Mình nghĩ là ở trên app thì mình lại không tìm thấy cái cách để chúng ta tìm tab thịnh hành, cho nên là mình phải sử dụng trên máy tính thôi. Các bạn thông cảm cho mình nha. Thì khi mà các bạn vào trong TikTok.com của Việt Nam nè, thì các bạn qua cái phần khám phá, chúng ta sẽ thấy một loạt những cái thẻ đây, những cái thẻ tag đang thịnh hành và những cái bài hát đang thịnh hành. Bây giờ mình sẽ kích vào một cái thẻ tag đang thịnh hành đó, bởi vì đề phòng là cái YouTube nó sẽ đánh bản quyền cái video này, cho nên là mình phải tắt tiếng nên các bạn thông cảm cho mình nha. Thì khi mà mình lít vô á thì mình nghe thấy là những cái video này, khi mà các bạn nhìn á, cái nội dung thì nó khác nhau, đúng không? Nhưng mà thực tế nó chỉ có một bản nhạc duy nhất thôi, sử dụng duy nhất một bản nhạc mà thôi các bạn nhé. Và đó là cái bản nhạc mà ở phía dưới này nè. Như vậy thì làm thế nào mình chợt nhận ra một điều là những cái bản nhạc này nó sẽ được con bot của thằng TikTok nó cập nhật và nó xem đó là một trong những cái trend đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Và khi chúng ta muốn làm một cái video thì không cần biết cái nội dung của mình là gì luôn, tại vì nội dung chúng ta copy mà, đúng không? Mình copy lại của nội dung của người khác, sau đó mình ghép lại rồi mình sử dụng cái bản nhạc đang thịnh hành đó. Đó là cái mẹo đầu tiên mà mình sử dụng, đó là sử dụng nhạc được nhiều người sử dụng đang thịnh hành và mình sẽ chèn nó vào trong cái clip của mình. Đó là cái đầu tiên nha. Đấy, thấy chưa, lâu lâu lại có một bạn follow và nó lại có đưa về cho mình những thông báo như thế này thì nhìn rất là thích mắt. Rồi, cái thứ hai, bây giờ mình sẽ tắt cái thằng TikTok rồi đi. Mình sẽ lên Douyin. Mình sẽ mở Douyin bằng một cái thẻ trình duyệt khác. Ok. Nào. Rồi. Thì cũng như ở bên TikTok thôi, mình sẽ bắt đầu đó là mình tắt cái nhạc đi, các bạn thông cảm cho mình nha. Rồi. Như các bạn thấy ở trên màn hình đây là một cái idol của ở bên Douyin, rất là nhiều người yêu thích cái bạn nữ này. Bạn nữ này tên là, mình nhớ không lầm, dịch ra tiếng Việt á là Xuân Mộng của Anh. Các bạn biết Xuân Mộng là gì không? Xuân Mộng là mấy ông mà bị yếu thận, di tinh, mộng tinh. Dịch là Xuân Mộng của Anh. Thì cái tên nó nghe nó cũng hơi tục, nhưng mà bên đó người ta dịch như vậy thì mình chịu thôi, mình biết sao được giờ. Đó. Thì khi mà những cái video của idol này mình sẽ copy và mình đem về mình đăng lại, nhưng mà chúng ta sẽ không có đăng theo cái hình thức bình thường, bởi vì thông thường khi mà một cái video như thế này đã được đăng nhập và được đăng ở trên Douyin hay là ở bên TikTok thì chắc chắn 100% bạn sẽ không phải là người đầu tiên đăng cái video này lại đâu, bởi vì sẽ có những cái người khác người ta cũng đăng cái video này lại. Như vậy thì mình đã làm như thế nào thì chúng ta sẽ quay trở lại cái kênh TikTok của mình. Bà mình cóc nãy tự nhiên cái mình đi mình tắt đi, đúng là ngu mà. Chúng ta quay lại một chút xíu nha. Rồi, xem cái kênh của mình thôi. Xem hồ sơ à. Giờ chỗ nào để xem video của mình. Đây. Khi mà các bạn thấy á là trên cái kênh của mình nè, thấy chưa? Thì mình làm như thế nào? Đó. Mình bắt đầu đăng video dồn dập trong khoảng thời gian ngắn gần đây để mình đẩy cái lượt lượt xem á cho nó lên cao hơn. Thì các bạn thấy là mình áp dụng một cái công thức rất là đơn giản luôn, đó là chèn hai cái video vô
một cái video đó, sau đó thì mình thêm hiệu ứng lại là được. Đó, rất là đơn giản đúng không? Các bạn thấy là những cái video này mình đang cách đây khoảng chừng 10-15 phút gì đó thì mình cũng đã vét được cho nó khoảng mấy trăm lượt xem. Các bạn cũng biết là thường những video này mà chúng ta đăng lên chúng ta bị phạt á, mấy chục lượt xem là cao, chứ đừng nói mà được như thế này. Còn cái việc mà người ta có thích hay là người ta like hay không, cái đó thì là không phải là cái việc của TikTok nữa, mà đó là cái việc của người xem, cho nên là TikTok nó cũng không quyết định được. Và nếu như người ta thích thì người ta like, người ta like, người ta thả tim, thì chúng ta cái video của chúng ta sẽ được đề xuất, mà nó cứ như vậy nó snowball lên. Rồi, tới đây là coi như cái mẹo đã nói xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hoàn thành một cái video để chúng ta có thể lấy được cái ví dụ minh họa nha. Những bạn nào biết rồi thì chúng ta có thể dừng video tại đây. Còn những bạn nào mà chưa biết edit video hay là làm sao thì chúng ta có thể xem mình đã làm như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái ứng dụng CapCut lên. Rồi, bây giờ mình sẽ bê một cái video của bạn này. Bạn này là cái gì nhỉ? À, Xuân Mộng của anh gì đấy, quên bạn rồi. Tên thì rất là dài. Thì mình sẽ tải một cái video này xuống vậy. Đầu tiên thì mình sẽ phải tải cái video này xuống. Để tải video xuống thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều những cái công cụ. Như là các bạn có thể sử dụng IDM nè, IDM các bạn. Và chúng ta phải sử dụng những cái ứng dụng khác cũng được. Bên đây thì mình sử dụng cái gì? Mình sử dụng cái ứng dụng tải xuống của thằng Cốc Cốc. Tiện cái video này, cái bà nào, bà video nào của bà này mà bà sâu nhan sắc cho dữ vô, nhìn nó nhảy nhót rồi bốc lửa lên chứ. Rồi, tải video này đi. Dojin, sao vậy không cho tải à? Ủa, cốc cốc của mình sao vậy không cho mình tải à? Giỡn cha. Đây, cho phép tải này các bạn, mình phải refresh nó lại nó mới cho mình tải. Đấy, tải xong một cái video, chúng ta sẽ tiếp tục tìm một cái idol nữa. Bởi vì một idol thì làm sao mà làm video được đúng không? Chúng ta sẽ tìm thêm một cái idol nào đó mà nó nổi tiếng nữa. Đây, đây cũng là một idol rất là nổi tiếng ở bên Douyin. Cái mặt của bạn nữ này và cái bạn Xuân Mộng của anh á, nó hơi hao hao nhau. Thật ra thì hai người này cùng một cái công ty đại diện, một cái công ty các bạn, studio hay sao? Mình đoán là một cái studio. Nhìn mặt khá là giống nha, nhưng mà thật ra là hai người khác nhau. Nhưng kiểu như là mình thấy giống thôi chứ còn không biết là mấy bạn có phân biệt không, mình chịu. Mình thấy hai người này trang điểm khá là giống nhau. Rồi, sau khi có cút lên thì bây giờ mình sẽ thêm hai cái video này vào trong cái phần timeline của chúng ta. Bây giờ á thì để điều chỉnh cái bố cục, thông thường cái bố cục mà các bạn mới vào thì nó sẽ có bản gốc thì nó sẽ như thế này. Đấy. Bây giờ mình sẽ kéo một cái video lên trên để mình làm thành lớp phủ nha. Đó. Như vậy thì bây giờ mà khi mà cái video của chúng ta nó đã như thế này rồi thì các bạn sẽ gặp một cái vấn đề, đó là chúng ta sẽ không thấy hai cái cùng clip lên trên một cái khung hình. Vậy thì làm thế nào? Các bạn sẽ thấy ở trong cái góc nhỏ trên này nè, nó có cái chữ là bản gốc và màn hình. Bây giờ mình sẽ tùy chỉnh cái kích thước của nó lại thành tỷ lệ nó là 4:3, và mình kéo cái video này vượt qua bên đây, cái video này mình kéo qua bên này. Đó, ok chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ thấy á là nó cũng không khớp lắm, bởi vì nó dư một chút xíu. Như vậy thì mình chỉnh thành tỷ lệ 1:1 luôn. Đó. Rồi. Vậy là khớp. Cái video bây giờ của chúng ta nó đã gọi là khớp rồi đó, chuẩn rồi đó, các bạn thấy không? Đấy. Thì khi mà chúng ta cái làm cái này thì các bạn chỉ cần edit lại một chút xíu nữa là xong. Mình sẽ chỉnh cho hai cái video này cho nó độ dài bằng nhau và mình sẽ bấm câm nó đi. Thì làm thế nào để tắt tiếng thì rất là đơn giản thôi, các bạn cứ đè lên đây, các bạn kéo xuống, các bạn tắt nó đi cũng được. Đó. Và là cách số 2 là chúng ta cứ tách âm thanh ra. Đó, xong chúng ta xóa luôn là xong. Rồi các bạn xóa luôn là xong, là coi như là âm thanh đó là đã xong rồi đó. Mình sẽ tách luôn cả cái âm thanh dưới này luôn. Rồi, bây giờ mình chạy cho video cho bạn xem thì không còn âm thanh nữa. Đó, âm thanh đã hoàn toàn bị câm rồi. Vậy thì tiếp theo làm thế nào để mình có thể chèn một cái âm thanh mà nó đang hot trend ở trên TikTok ở trên máy tính xuống? Nếu như mà các bạn đang làm ở trên điện thoại thì nó dễ hơn nhiều, nó dễ hơn gấp ngàn lần. Tức là chúng ta chỉ cần thêm cái âm thanh mà chúng ta thích đó vào trong cái chuyên mục yêu thích, thì khi mà các bạn đăng lên TikTok á, các bạn chỉ cần thay đổi âm thanh là xong. Nhưng mà nếu như mà các bạn
làm ở trên máy tính thì nó sẽ phải phức tạp hơn một chút xíu nhé. Đây bạn thấy không, mình có lực tương tác cũng khá là ổn đấy chứ. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đây và mình tìm cái bản nhạc à, ví dụ như là thiên thần tình yêu đi đi đấy. Thấy không, bây giờ thì mình đâu có thể nào mà mình lấy cái này để mình thêm được ở trên máy tính là hoàn thuộc đó là, thì chỉ làm cách nào chúng ta chỉ có thể là copy và tải cái video này xuống, mình sẽ để trong, và sau đó sau khi mình copy đường link rồi thì mình sẽ lên Snapstick ấy và mình tải cái video này về. Các bạn có thể sử dụng Snapstick cũng được, các bạn có thể sử dụng cái cốc cốc cũng được, cái nào cũng được, miễn sao các bạn tải được cái video này về trên máy là ok, coi như là các bạn đã hoàn thành các bước. Giờ thì mình sẽ save cái video này lại nha. Rồi video sẽ lại tải về rất là nhanh. Thì bây giờ làm sao nhập cái video này lên? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái video này lên đây nha. Nhạc thì đã có sẵn ở trong cái video này rồi, bây giờ mình chỉ cần đó là mình tách cái âm thanh, tách âm thanh, các bạn bấm Ctrl Shift S là xong. Rồi mình xóa cái ảnh của cái video gốc đi. Đấy, tôi chỉ lấy cái nhạc thôi chứ tôi không cần cái video. Ok chưa? Rồi, giờ thì chỉnh cái độ dài của cái âm thanh này sao cho nó khớp với cái video gốc là xong. Bởi vì tránh cái tình trạng là bị dính bản quyền trên YouTube cho nên là mình sẽ không mở cái âm thanh này lên cho các bạn. Bây giờ ta sẽ bấm xuất. Rồi, xuất thì chúng ta có thể đặt tên. Bây giờ mình sẽ đặt tên đó là Doxin Hot Girl nha. Ok. Rồi, bấm xuất đơn giản thế thôi. Sau khi mà cái video này nó xuất xong thì chúng ta tiến hành đăng lên trên TikTok. Rồi. Chào xíu nha. Chúng ta đăng lên trên TikTok thì chúng ta còn cần phải làm vài bước nữa. Bây giờ thì trước khi mà mình đăng cái video này lên TikTok thì mình sẽ quay trở lại cái Sumatha này và mình chọn ba cái thẻ tag mà mình thấy là nó đang thịnh hành để mình copy cái đã. Rồi bây giờ mình bấm tải video lên, bấm vào nút tải lên và chúng ta sẽ tải video thôi. Cái bước tải video này thì mình nghĩ là chắc không có vấn đề gì, ai cũng làm được. Rồi open. Em chọn tập tin rồi mà anh, em chọn rồi á. Định mệnh mày chứ. Sau đó mình sẽ dán mấy cái Ồ. Rồi mình sẽ thêm nút thăng vào trước những cái thẻ tab này. Thẻ tab thì bắt buộc phải có cái thăng rồi các bạn. Cái này tôi kêu gọi là tab thịnh hành đấy. Bây giờ chỉnh hình ảnh lại chút xíu để xem nào. Chúng ta sẽ xem lại một chút coi là cái ảnh đại diện nào là hợp. Rồi mình sẽ lấy cái ảnh đại diện của cái khúc này đi ha. Ok. Giờ thì bấm đăng thôi. Rồi rất là giòn, không cần phải thêm bất kỳ một cái hiệu ứng nào nữa hết. Video này thì mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tại đây, nó rất là đơn giản rồi. Bước này gọi là bước cuối cùng rồi, không còn gì nữa hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và có giá trị thì like cho mình một sub và một like video nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và chúc các bạn thành công trên con đường kiếm tiền online nha.